Ngày 9 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Thông tin ban đầu vào tháng 3 năm 2023, Võ Đình Văn, 24 tuổi, trú tại xã Nam Đà, huyện Karongno, tỉnh Đắk Nông, lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu để đặt làm giấy tờ bằng cấp giả với một đối tượng không quen biết. Sau khi thống nhất giá cả, cách thức giao dịch, Văn thuê một căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh để làm địa điểm rồi mua điện thoại, SIM, tài khoản ngân hàng. Sau đó lập các trang để chạy quảng cáo, tạo tài khoản Zalo, Hồng tư vấn và xin thông tin, địa chỉ khách hàng. Để mở rộng việc làm ăn, Văn tuyển thêm 5 đối tượng khác cùng trú tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến làm cùng mình. Văn cung cấp điện thoại di động, lập cho mỗi người mỗi tài khoản Zalo, giao cho một người quản lý một trang để tư vấn và giao dịch thông tin, địa chỉ khi khách hàng có nhu cầu. Sau đó cấp về trong các nhóm Zalo khác do Văn lập ra để quản lý, điều hành. Quá trình làm việc, Văn sẽ tổng hợp các đơn hàng thành công để trả tiền công cho mỗi người dựa trên giá trị phần trăm làm ra, đồng thời trả phí in bằng cấp giấy tờ giả cho đối tượng làm giả, còn lại Văn sẽ hưởng lợi. Đến cuối tháng 5 năm 2023, nhóm của Võ Đình Văn bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc phát hiện thông qua đơn thư tố cáo của một công dân trên địa bàn.